Chào các bạn, nay giấynam.com xin giới thiệu đến các bạn mã sản phẩm 41842 mang màu nâu đen. Đây là thuộc loại giày cao, đều cao phải 7 cm, lưng dáng cho các bạn nào có chiều cao khiêm tốn. Giày được làm từ da bò cao cấp loại 1, hoàn toàn nhập khẩu. Xung quanh có các viền này, được làm rất tỉ mỉ, đế khá cao đấy. Hoa vàng thuộc hãng GOG, một hãng giày cao nổi tiếng trên thế giới. Giá sản phẩm này là 1.690.000 đồng. Các bạn có thể tới shop hoặc là thử hàng tại nhà miễn phí. Số điện thoại mình để trên màn hình nhé.